Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tất mích, trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Con kính đại lễ sư, con xin kính chào cô, mấy cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Con xin thay mặt lớp học tụng kinh Tam Bảo. Sagame charu be girisikara ta te chan tali khe vi ma ne di be ra te chaga me charu anaga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha yan tu ne wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa So nan tu tham ma savanaka lo ayam padanta tham ma savanaka lo ayam padanta tham ma savanaka lo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Jayamangalam uttamangena sang
Uttamang yena sanghan chadu vithatamang sanghe yo khaleto doso sangho kamatutang mamang Vandami jeti yang sabang sabathane sabati thitang saririkathatu mahabodhin bodharo bansakalang sadang Sambo thi athavi sanja dwada sanja saha sake panja sata saha sani namami sirasa aham te sangham manja sanghan Chadare na namami ham namakkara nufave na hantwa sape upabdave aneka Antaraya pivina santwa se sato sambo te panja panya sanja jatuvi Sati saha sake dasa sata saha sani namami sirasa aham te sangham manja sanghan Chadare na namami ham namakkara nufave na hantwa sape upabdave Aneka antaraya pivina santwa se sato sambo te na vottara sate Atha chata lisa saha sake visati sata saha san Ninamami sirasa aham te sangham mancha sangham chadare Nanamami ham namakkara nufave na hantwa Sape upabdave aneka antaraya pivina santwa se sato Sape purati maya nisaya sata avera sukhi hantu Sape purati maya anunisaya sata avera sukhi hantu Sape dakinaya nisaya sata avera sukhi hantu Sape dakinaya anunisaya sata avera sukhi hantu Sape Pachimayani saya sata avera sukhi hantu sape Pachimaya anunisa ya sata avera sukhi hantu sape Uttarayani saya sata avera sukhi hantu sape Uttaraya anunisa ya sata avera sukhi hantu sape Uparimayani saya sata avera sukhi hantu sape Heti maya nisaya sata avera sukhi hantu sape sata avera hantu sukhita hantu nidokha hantu abhyapaccha hantu anikha hantu nikha yuga hantu aroga hantu sambhati same chantu sukhi attanam Pariharanto dokha pata jane dokha phaya pata jane phaya soka pata jane soka hantu sape vibani no akasatha japamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu sasanang akasatha japamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu no garo akasatha japamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu nyata yo akasatha japamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu pani no akasatha japamatha devanaga mahitika Bunyang no anumodan tu jirang rakhan tu no sada Idam watano bunyam asawakaya waham hodu anagate kale. Sadhu sadhu sadhu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ lên thuyết giải bài Vi Diệu Pháp ngày hôm nay.
Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Tham Mai giá. Nam mô Sang Khai giá. Xin chào các tử học viên. Hôm nay con kính lễ sư ạ. Rồi. Con kính đinh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu học bài học buổi học thứ hai. Trong buổi học thứ hai này thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về các pháp thực tính mà sau phần trình bày pháp thực tính về tâm. Thì giờ mình tìm hiểu các pháp thực tính được trình bày theo ở trong tâm sở. Trước tiên là chúng ta học bốn cái điều liên quan về tâm với tâm sở trước, xem như là cái kiến thức bổ sung, kiến thức bổ sung để mình học thêm được một bài kệ Pali. Thì đây là bài kệ nói về sự liên quan giữa tâm và tâm sở. Với lại với các Phật tử mà mình học Pali thì mình cố gắng học từng bài kệ như vậy, cố gắng học nằm lòng luôn để sau này khi mình tập đọc cái bản thắng pháp tập yếu luận bằng tiếng Pali luôn. Là cứ mỗi tại thường được trình bày ở trong Pali được trình bày theo dạng bài kệ rất là nhiều, thì chúng ta để ý thì nó cũng dễ nhớ chứ không đến nỗi khó lắm. Cứ mỗi một buổi học mình học một bài kệ hoặc là hai bài kệ. Với lại trong các bài kệ như vậy là thường trình bày cho mình biết luôn cả những tính ở dạng nam tính, nữ tính hoặc là trung tính. Cho nên nó cũng là một cái lợi cho mình. Ví dụ như là hôm trước chúng ta học cái bài kệ nói về bốn pháp chân đế. Để nhớ cái bốn pháp chân đế thì chúng ta chịu khó nhớ cái bài kệ đó. Tức là mình có Tát Tha Mu Ta Ithamattha Chatutha Paramattato Chitang Chetasikang Rupang Nippanamiti Tappada Tappatha. Thì mình nhớ như vậy thì mình nhớ được luôn cả tiếng Pali lẫn tiếng Việt. Tiếng Pali tiếng Việt. Hôm nay thì chúng ta học thêm một bài kệ nữa. Bây giờ chúng ta nghe đọc, rồi sau đó chúng ta giơ tay lên để tập đọc, rồi dịch nghĩa. Rồi chúng ta nghe đọc ha. Chetasikang. Chetasikang. Tắt mic đi. Tắt mic nhìn sư đi. Tại sư đang trình chiếu như vậy thì phải xem các tử để tắt mic dùng các tử nữa thì nó hơi khó. Nó sẽ mất thời gian của mình. Ekopada Nirodha cha Eka lampana vatthuka Cheto yutta Dvipanya sa Thamma Chetasika matta. Thì cái nghĩa ở đây là Chetasikang thì dịch là tâm sở. Ekopada Nirodha cha thì nó là Ekopada Ekopada với lại Nirodha. Ekopada Nirodha, cái này hai chữ nó ghép lại. Đúng là ba chữ nhưng mà nó xài cho hai nghĩa. Là Ekopada là dịch là đồng sinh. Nirodha ở đây là dịch là đồng diệt. Chá tình dịch là hòa. Ekalampana Vatthuka ở đây thì cũng sử dụng cho hai trường hợp. Tức là Ekalampana thì là đồng biến cảnh, Vatthuka là đồng nương vật. Cho nên cái chữ Ekopada Nirodha ở đây thì dịch là đồng sinh và đồng diệt. Rồi Ekalampana Vatthuka làm dịch là đồng biến cảnh và đồng nương vật. Cheto Yutta ở đây dịch là tương ưng với tâm.
hoặc là hòa hợp với tâm, như là tương ưng. Tại cái thuật ngữ tương ưng này sau này mình sử dụng rất là nhiều. Rồi tí sư sẽ giải thích thêm những cái chữ đó. Quý bài nhà sát, nhớ quý bài nhà sát là bao nhiêu không? Quý là hai nè, bài nhà sát là nhiêu? Các nhớ không? Quý bài nhà sát là 52. À, 52. Thamma là các pháp, Chetasika là các tâm sở. À, các tâm sở. Mata ở đây là nó quá khứ phân từ. À, quá khứ phân từ là của động từ manyati. À, ở đây nó xài được, nó xài trong cái nghĩa thuộc đồng thể, dùng ở chủ cách cái nghĩa thuộc đồng thể, nên mình dịch nó là được biết là, mình dịch thêm cái chữ là, được biết là. Thì đó là cái nghĩa của cái câu kệ này. Bây giờ mình đọc xong rồi tí nữa mình tập dịch giống như hôm trước. À, rồi nghe lại đọc lần nữa. Chê ta si căng e cô pa đá ni rô tha chát e ca lâm bá ná vát thu ca chê tô yút ta quý bành nhà xá tham mà chê ta si ca mát ta chê ta si căng e cô pa đá ni rô tha chát ê ca lâm pa na quát tu ca chê to yút ta quyết bành nhà sát tham ma chê ta si ca mát ta. Rồi mày lớp giơ tay lên để mình tập đọc đi. Phú Quỳ Trung mày, anh Khánh có trên lớp không? Anh Khánh có vô lớp này không à? Dạ thưa, để con mời cho được, được thưa sư, để con mời. Dạ thưa, Khánh không có sư. Dạ, mày, dạ kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên đọc bài ạ. Sư con xin đọc bài. Chê tá xí căng là tâm sở. Ông đọc chữ Bali thôi, một tí nữa rồi mình tập dịch nghĩa ha. Vậy cho nó nhanh. Chê tá xí căng e cúp ba đá ní rô tha chá e ca lăng phá ná quát thú ca chê tô yút tá quý bành nhà xá thăm ma chê tá xí ca má ta chê tô yút tá chê tô yút ta chê tô yút ta quý bành nhà xá thăm ma chê tá xí ca má ta. Con xin hết ạ. Dạ kính mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Chê tá xí căng e cú pa đá ní rô tá ní rô tha chá e cá lòng ba ná quát thú cà chê tô yút ta quý bành nhà xá tham ma chê tá xí ca mát ta. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Chê tá xí căng e cúp pa đá ni rô Nigro tha cha ekalam banava thu ka cheto yutta vipanya sa thamma cetasika mata. Thưa sư xin hết. Dạ mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc cetasika ekupada niro tha cha eka lam bana wat tuka cheto yuta we banyasa thamma cheta sika mata. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đạt ạ. Cheta sika ekupada niro tha cha eka lam bana wat tuka cheto yutta đi ban nhà xá tham ma cetasika mata. Thì con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cetasika ekupada niro tha cha ekalang bana wat tuka cheto yutta đi ban nhà xá tham ma cetasika mata. Bạch sư con xin hết ạ.
Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Chita Sikang Ekup Bada Niro Tha Cha Eke Ekelang Bana Wat Thu Ke Chito Chuta Quý Ban Nha Sa Tham Ma Chita Sika Mata. Dạ thưa sư xin hát. Dạ xin mời. Cố gắng đọc hết một câu ha. Cái dấu phẩy này là một câu. À, tức là một bài kệ nó có bốn câu, cái chỗ dấu phẩy này là một câu, cho nên chúng ta cố gắng đọc hết một câu rồi dừng một lần, đọc hết một câu dừng một lần à, cho nó quen, đến khi mình thuộc lòng rồi cái mình đọc một lần biết là cái đó là hết một câu. Dạ xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cấp ba đá ni rô tha. Dạ thưa sư con đọc lại. Chê tá sĩ căn. Ê cấp ba đá ni rô tha chá. Ê cá lâm bá ná quá thú ca. Chê tố rút ta. Lý bàn nhà xá. Tham ma. Chê tá sĩ ca mát ta. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Điệp Phùng ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Đâu rồi ta? Chê tí xí căng. Chê tá xí căng. Dạ thưa sư, sư con xin đọc lại. Chê tá xí căng. Ê cú ban ná dí rô tha chá. Ê cá lăng ba ná quá chú ca. Chế tô giúp ta quy bá hạ ná quy bánh nha xá hàm mà chế tá xích ca ma tá má ta. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ dạ mà các đạo hữu mà đã đọc rồi xin bỏ tay xuống để khỏi lộn ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Cô Kim Cúc đọc rồi. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Chê tá sĩ căng. Ê khúc bà đá ní rô khá trá. Ê cá năm bà ná vắt thú ca. Chê tô giúp ta ví văn nha xá. Thăm ma chê tá sĩ ca má ta. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin đọc. Chê tá sĩ căng. Ê cúp bà đá ní rô tha chá. Ê cà làm bá ná quát thú ca. Chê tô giúp ta quý bàn nhà xá. Tham mà chê tá xí ca má ta. Để thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Chê tá xí ca. Ê cà cúp bá ní rô tha chá. Ê cà làm bá ná quát thú ca. Chê tô giúp ta quý bàn nhà xá. Dạ con xin đọc ạ. Chê tá si căng. Ê cúp bà đa ni rô thà chá. Ê cà làm bà na quát thu cà. Chê tô giúp ta đi bành nhà xá. Thầm mà chê tá si cà mát ta. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ thưa con xin đọc ạ. Ê cúp bà đá ni rô thà chá. Ê cà làm bá ná quát thú cà. Chê tô giúp ta bí bành nhà xá. Thầm mà chê tá xí cà má tà. Dạ con xin hết ạ. Dạ ai dịch được bài kệ này? Ai dịch được bài kệ này? Dịch thử coi. Có ai dịch được không? Vừa nãy cho nghĩa hết rồi đó. Thưa sư con dịch. Thưa sư con dịch mà dịch thoát. À Phước Duyên. Dạ xin mời Phước dạ, Duyên ạ. Không phải chị. Em tính sư xin sư cho lại nghĩa. Sư nãy chưa có. Cho nghĩa lại nè. Dạ. Bây giờ cho nghĩa lại nè.
Chetasikang là tâm sở, Ekopada Nirodha đồng sanh đồng diệt, Chá là và, Ekalampanavattukka là đồng biến cảnh đồng nương vật, Cheto Yutta là tương ưng với tâm, Vipanyasa là 52, Thamma là các pháp, Chetasika là các tâm sở, Mata là được biết làm. Xem coi cái nào chủ cách, cái nào chủ từ. Ở đây động từ là không có rồi đó. Chúng ta không thấy, thấy không có động từ. Chúng ta thấy là đến khi chúng ta vào cái văn bản chính đó, người ta viết khác hơn mình xa lắm. Mình câu nào mình cũng phải viết động từ, động từ. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta đã học hai bài kệ rồi, người ta không có sử dụng động từ. Rồi từ ngữ cũng không có biết theo thứ tự giống như là mình học trong văn bản Bali và các tử học thế sự. Thì, cho chúng ta vào như vậy thì tức là người ta đòi hỏi mình phải có cái khả năng quan sát từ ngữ đó sử dụng ở cách nào và phải dịch cái nào trước, cái nào sau để cho nó hợp lý. Phương xin dịch. Rồi. Sư con dịch là các pháp được biết là 52 tâm 52 tâm sở đồng sinh đồng diệt và đồng biết cảnh đồng nương tương ứng với tâm. Nói lần nữa hay nói lần nữa đem cho mọi người nghe nó lớn lên. Sư các pháp được biết là 52 tâm 52 các tâm sở đồng sinh đồng diệt và đồng biết cảnh đồng nương và tương ứng với tâm. Rồi có ai dịch khác hơn? Cô Phúc Huy Trung muốn dịch gì đó dịch thử lại dịch sao. Bạch sư con xin dịch. Các pháp được biết là 52 tâm sở đồng biết cảnh, đồng nương vật, đồng sinh và đồng diệt. Chưa hết Billy. Ai dịch được thì dịch thử à. Dạ con xin dịch sư, dịch để dịch thử. Đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương vật, 52 thứ tương ưng với tâm, được biết pháp là tâm sở. À, có ai dịch khác hơn? Có không? Còn ai dịch nữa không? Của Phước Chuyên dịch làm sao? Dịch là 52 tâm sở là các pháp tương ưng với 52 tâm sở là các pháp đồng sinh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng tương ưng với tâm. Đồng sinh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nhân vật, tương ưng với tâm. Chưa hết Billy. Dạ còn từ và nữa, còn từ và nữa hả? Mà con và nữa với lại từ chê tố giúp ta. Không, con chưa dịch thông sư ạ. Nhưng mà dịch một chúng ta dịch thời gian làm sẽ giỏi. Cố gắng nhớ các từ ngữ này. Dịch thời gian là nhỏ. Tại cái này mình vào chính thức ở trong cái văn bản chính rồi. Các từ lâu tại mới mình thấy khó cho lâu mình làm quen thì nó sẽ dễ vậy. Còn ai dịch nữa không? Không có ai nghe dịch. Dịch cũng tương đối thôi. Các sau này các Phật tử có thể chọn một cái cách nào đó mình dịch. Tại sư dịch sư cũng theo cách của sư hiểu thôi chứ cũng không có bản là mình dịch. Cái này giống như mình học mình nghiên cứu thôi.
Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả các từ ngữ này ngoài từ chữ chá là liên từ, các từ còn lại đều là chủ, đều đứng ở chủ cách, đều đứng ở chủ cách, đều được chia ở chủ cách số nhiều, ngoài từ quý panh sát số 52, tại từ 19 đến 99 thì nó chỉ được chia ở dạng số ít, cho nên mình thấy 52 mà nó là quý panh sát thì chỉ mình cái có con số đó là được chia ở số ít thôi, các chữ còn lại được chia ở số nhiều. Mà có cái là nó đóng vai trò là tính từ, có cái đóng vai trò là danh từ. Mặc dù nó là danh từ nhưng mà nó đóng vai trò giống như là tính từ. Thì ở đây mình có cái chữ tại các tâm sở. Các tâm sở này nó cũng là các pháp, mình cũng gọi nó là pháp, cho nên cái chữ pháp ở đây mình lấy cho nó là đóng vai trò chính đi. Đóng vai trò chính. Thì ở đây mà các pháp ở trong trường hợp này là người ta muốn nói gì? Các pháp mà nó tương ứng với tâm thì mình sẽ dịch đó là tham ma là các pháp, chê tô giúp ta tương ứng với tâm, mắt ta được biết là chê tát si ca tâm sở, quý pa nha sa có 52 thứ, e cô pa đá ni rô tha đồng sanh đồng diệt, e ca lâm pa na vát thu ca chát đồng bí cảnh và đồng nương vật. Trong bốn cái đồng đó thì tại vì mình chỉ sử dụng một chữ và thôi, cho nên mình khi dịch thì mình đưa cái chữ chát đó ra phía sau. Rồi sư đọc lại lần nữa rồi các tử mình tập dịch theo cách đó ha. Tham ma là các pháp, tham ma các pháp, chi to giúp ta tương ưng với tâm, mắt ta được biết đến, chê tát si ca tâm sở, quý panh sát có 52 thứ, e cô pa đá ni rô tha đồng sanh đồng diệt, e ca lâm pa na vát thu ca chát đồng biết cảnh và đồng nương vật. Rồi lần nữa ha, tham ma các pháp, chê tô giúp ta tương ưng với tâm, mắt ta được biết là chê tát si ca tâm sở, quý panh nha sa có 52 thứ, e cô pa đá ni rô tha chát, xin lỗi, e cô pa đá ni rô tha đồng sanh đồng diệt, e ca lâm pa na vát thu ca chát đồng biết cảnh và đồng nương vật. Rồi mời các tử giơ tay lên để mình tập dịch theo cách đó để cho nhớ, vừa nhớ chữ Bali rồi vừa nhớ chữ tiếng Việt. Dạ, xin mời Đào Hữu Ngọc Trân ạ. Xin đọc. Tham ma các pháp, chê tô giúp ta tương ưng với tâm, mắt ta được biết là chê tá sĩ ca tâm các tâm sở, quý pa nha sa có 52 thứ, e cúp ta đá ni rô tha đồng sinh đồng diệt, e ca lam pa ná quát thú ca đồng biết cảnh và đồng nương vật. Em chữ chát đó ra phía sau, e ca lam pa ná quát thú ca chát. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Tham ma là các pháp. Chê tô giúp ta tương ưng với tâm. Mắt ta là được biết là chê tá xích ca là các tâm sở, đi panh nha xá
là có 52 thứ. Ekupada Nirotha là đồng sinh, đồng diệt. Chá Ekalambana Vattukha. Dạ, Ekalambana Vattukha Chá là đồng biết cảnh, đồng nương sự vật. Dạ, con xin hết. Đồng nương vật nha, không phải sự dạ, vật. Dạ, đồng nương vật. Dạ, đồng nương vật. Xin lỗi. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Hamma là các pháp. Chê tô dứt tá là tương ưng với tâm. Chê tô dứt ta. Chê tô dứt ta là tương ưng với tâm. Mát ta là được biết là. Chê tá xí ca tâm sở. Quý ban nha xá. Nó dịch thêm các tâm sở đi. Thêm các tâm sở đi ha. Nãy sư bên dạ. Nó xuống nhiều quá. Tâm sở. Ê khúc ba đá ní rô tha chá. Đồng sanh đồng diệt. Ê ca lăng bá ná quát thú ca. Đồng biết cảnh và đồng nương vật. Con xin hát. Ê ca lăng bá ná quát thú ca chá. Ê ca lâm. Ê ca lâm bá ná quát thú ca chá. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Tham ma các pháp. Chê tô giúp ta là đồng tương ưng. Mát ta là được biết tương là. Tương ưng với tâm. Dạ, đồng tương ưng với tâm. Mát ta được tương biết là. Tương ưng với tâm, nó không có đồng tương ưng. Dạ, tương ưng với tâm. Mát ta được biết là. Chê tá xí ca. Các tâm sở. Ê cốc. Ba đá ní vô tha đồng biết bành nhà sát. Dạ. Bành nhà ê cú biết bành nhà sát trước. Dạ. Đi bành nhà sát. Đi có 52 thứ. Có 52 thứ. Rồi ê cúp ba đá ní vô tha là đồng sanh đồng diệt. Ê cá lăng bá na quát thú ca đồng biết cảnh đồng vương đồng đương vật chá. Ê cá lăng bá na quát thú ca chá đồng biết cảnh đồng đương vật. Dạ thưa sư con hết. Dạ. Đang cố gắng chép lại cái bài kệ ha, chép lại cái bài kệ tại sư không có làm tài liệu nên chép lại cái bài kệ rồi đánh số để mình tập dịch Bali, cái cách dịch Bali là người ta dịch như vậy, rồi sau đó mình mới xếp lại thành câu nghĩa tiếng Việt không. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Tham ma các pháp. Chê tô dút ta là được đồng tương ưng với tâm. Má ta được biết là. Chê tá si ca là tâm sở. Vipanya xá có 52. Ekupada Nirotha chá đồng sanh đồng diệt. Ekalampana Vattukha chá và đồng biết cảnh và đồng nương vật. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Tham ma là các pháp. Tham ma là các pháp. Chê tô rút ta là tương ưng với tâm. Má ta là được biết là. Chê tá xí ca là các tâm sở.
eku eku Vipanyasa là có 52 thứ. Eku eku pada nirotha cha tha nitho nirotha là đồng sinh đồng diệt. Ekalang bana wat thú ca chá là đồng biết cảnh đồng và đồng nương tâm. Đồng nương vật. Xin hết. Đồng nương vật. Đồng biết cảnh và đồng nương vật. Nhớ lấy biên tập để cái bên để viết cho để quên hết. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Thưa sư, nãy con không quên bật mic. Giờ con xin đọc lại. Đọc rồi mà, cô Kim Cúc đọc rồi. Ủa? Mà. Ủa, sao con thấy mic không có mở mà? Đâu có. Giờ là con nghe hả sư? Dạ, 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 thôi. Dạ, dạ. Xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc và dịch ạ. Tham ma là các pháp. Chê tô giúp ta là tương ứng với tâm. Má ta được biết là chê tá si ca là các tâm sở. Ví banh nha xá là có 52 thứ. Ê khúc ba đá ni sô tha là đồng xanh đồng diệt. Ê cá năng bá ná khắp phu ca trá đồng biết cảnh và đồng nhân vật. Thì sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Điệp Phùng ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch ạ. Tham ma là các pháp. Chê tô giúp ta tương ứng với tâm. Mắt ta được biết là chê tá xí ca các tâm sở. Quý ba nha xá 52 thứ. Ekuban ekubana ri niro tha. Ekubada niro tha. Ekubada niro tha là đồng sanh đồng diệt. Ekalang bana quá thú ca chá đồng biết cảnh và đồng nương vật. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin dịch ạ. Tham ma là các pháp. Chế tô giúp ta là tương ưng với tâm. Má ta được biết là chế tá sĩ ca các tâm sở. Đi ban nha sa có 52 thứ. Ê cúp ba đá. Ê cúp ba đá ní rô tha là đồng sanh đồng diệt. Ê ca lâm ba ná quách phú ca chá đồng biết cảnh và đồng nương vật. Dạ không xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Tham ma các pháp. Chê tô giúp ta. Chê tô giúp ta tương ưng với tâm. Má ta được biết là chê ta xí ca các tâm sở. Quy phân nhát sát có 52 thứ. Ekupada nirotha đồng sanh đồng diệt. Eka lambana watthuka cha đồng biết cảnh và đồng nương vật. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc. Tham ma là các pháp. Chê tô giúp ta là tương ương với tâm. Mắt ta là được biết là. Chê tá sĩ kê là các tâm sở. Quý bàn nhà xá có 52 thứ. Ekupada nirotha đồng sanh và đồng diệt. Ekalang panawatthuka chá đồng biết cảnh và đồng nương vật. Vậy thưa sư xin hết. Thưa sư cho con xin nghỉ sớm nha sư, lần này con mất việc con đi công việc. Con xin nghỉ tuần thứ ba và thứ năm nha sư. À. Dạ thưa sư con chào sư ạ. Cảm ơn. Dạ. Thưa sư con xin dịch ạ. Tham ma các pháp,
Chê tô giúp ta tương ưng với tâm. Má ta được biết đến. Chê tát xí ca các tâm sở. Đi bành nhà xã có 52 thứ. Ê cúp bà đa ni rồ thà đồng xanh đồng diệt. Ê cà lầm bà ná quát thu cà chá đồng biết cảnh và đồng nương vật. Dạ. Dạ cho con dạ, xin được ạ. Con sư. Thưa sư con xin được. Tham ma pháp chê tô giúp ta tương ưng với tâm nát ta được biết là chê tá sĩ ca các tâm sở vi bà nhà xá có 52 thứ. Ê cúp pa đá ni rô tha đồng sinh đồng diệt. Ê ca lâm bá ná quách thú ca chá tâm biết cảnh và đồng nương vật. Dạ thưa sư xin hết ạ. À, cái cách mà sư đang hướng dẫn các từ mình đọc á, là cách đó là cách mầm dịch, cái cách mầm dịch Bali trực tiếp qua tiếng Việt. Các sư Phật giáo thường người ta sẽ học như vậy, ví dụ dịch bộ pháp cú rồi đó người ta sẽ dịch vậy. Còn cách mà mình nhìn vào mầm dịch luôn ra cái việc văn của mình á, cách đó làm dịch thành một cái tác phẩm. Còn cái cách dịch này thì là mình xem cái cách dịch này ấy giúp mình biết rõ cái thứ tự từ nó nằm ở đâu, và mình phải quan sát nó và sắp xếp dịch lại. Tức là cái phương pháp dịch thuật. Rồi bây giờ chúng ta những phần khác sẽ nói sao. Bây giờ nói cái chữ tương ưng với tâm một tí, chữ chê tô giúp ta. Chê tô giúp ta thì ở đây cái chữ tương ưng á, nó được xài quá khứ phân từ giúp ta. Chữ tương ưng ở đây được xài quá khứ phân từ giúp ta. Sau này mình còn gặp cách cái chữ sử dụng cho cái chữ tương ưng đó là sam giúp ta. Thì nếu mà người ta xài sam giúp ta thì nó từ nó được sử dụng thêm với hai tiếp đồng ngữ, đó là tiếp đầu ngữ sang với lại tiếp đầu ngữ phát. Dạ. Rồi cũng với quá khứ phân từ giúp tác dịch thì nó giống nhau, mà cách sử dụng giống từ ngữ nó đa dạng bằng cách thêm tiếp đầu ngữ, và dạng này thì chúng ta thường hay gặp ở trong tiếng Mali. Ở chữ chê tô giúp tá ở đây đó, chúng ta thấy là nó ghép là chê tô giúp tá, mặc dù nó ghép nhưng mà chữ ô nó vẫn được giữ nguyên, là bây giờ cái chữ chê tá ở trong trường hợp này là nó nhóm danh từ mà nát, giống như chúng ta thấy mano phúc băng gama tham ma gì nó ghép, nhưng mà cái cách của nó không có bỏ, nó khác với các danh từ khác, khi mà ghép thì phải bỏ cách nó ra. Còn cái chữ cái dạng nhóm danh từ mà nát này thì dù nó ghép với chữ nào nó vẫn giữ cái cách của nó, vẫn giữ cái cách của nó, đó là về mặt từ ngữ. Còn cái chữ tương ưng ở đây đó, nó được hiểu là nó vừa tức là gặp nhau, đi cùng nhau, hòa lẫn với nhau được. Nó giống như là mà người ta ví dụ giống như là và nước với sữa, tức là pha mà hòa lẫn được với nhau hết hoàn toàn thì người ta gọi là tương ưng. Thì tâm với tâm sở, tâm với tâm sở nào mà khi gặp nhau có thể tức là vừa gặp nhau vừa hòa hợp được với nhau để cùng làm một cái công việc nào đó thì người ta gọi là tương ưng. Dạ. Tại đến khi mình học các tâm sở, không phải tâm sở nào nó cũng gặp được với tất cả các tâm, hoặc là tâm sở nào nó cũng cùng có mặt với nhau được, mà có những tâm sở đó là ví dụ như là khi tâm sở tà kiến có mặt thì tâm sở ngã mạn nó không xuất hiện được, hoặc là khi tâm sở ngã mạn xuất hiện thì tâm sở tà kiến nó không có mặt được. Ví dụ vậy, tức là hai nẻn kỵ với nhau, không chơi chung với nhau được. Thì những trường hợp như vậy thì người ta không gọi nó là tương ưng. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về bốn cái đồng ha.
sự liên quan giữa tâm và tâm sở. Thứ nhất là đồng sinh, ekupada. Đồng sinh ở đây, hôm trước mình học học về cái phần sự của tâm á, tức là mình học về bốn cái công việc của tâm, đó là trạng thái của tâm là bí cảnh, phần sự của tâm nó là dẫn đầu các tâm sở, dẫn đầu các tâm sở. Thì hôm trước cũng đã nói với các Phật tử đó là mặc dù mình nói là dẫn đầu nhưng không có nghĩa là người này đi trước hoặc là tâm sanh trước, mà dẫn đầu ở đây là nói theo cái cách là người quan trọng, người đại diện, người quan trọng, người đại diện thôi. Dạ. Ví dụ như là ở trong nhà mình có 5 người, 10 người gì đó, nhưng mà khi người ta nói là ví dụ đi nhà, đi đến nhà ông An, thì người ta chỉ nói một người nào đó đại diện ở trong nhà. Dạ. Nhưng mà trong ngôi nhà đó thì nó không phải một người, mà nó có nhiều người ở trong đó. Hoặc là ví dụ như là trong lớp học, mặc trong trong lớp học thì có 30 học viên hoặc là 50 học viên, 40 học viên gì đó. Nhưng mà khi người ta nói thì người ta chỉ nói là lớp của thầy A, lớp của cô B. Người ta chỉ nói người đại diện như vậy thôi. Chứ không có nghĩa là lớp học đó chỉ có mình thầy đó, mình cô đó hoặc gia đình đó chỉ có một người đó, mà họ cùng có mặt trong trong lúc đó. Cái phần này thì lúc mà các tử mình học ở trong phần ai như bốn duyên đó, mình cũng có cái trong đó, mình có một duyên đó là đồng sanh duyên, tức là cùng có mặt, hỗ trợ bằng cách đó là cùng có mặt với nhau. Thì tâm với tâm sở đó là đồng sinh. Mặc dù nói về phần sự của tâm, tâm thì nó dẫn đầu tâm sở, nhưng mà thực sự là sao? Khi tâm có mặt thì tâm sở cũng có mặt, vì lý do đó cho nên nó mới có cái chữ là đồng sinh. Thứ hai đó là đồng diệt, ekanirodha. Ekanirodha thì vì tâm với tâm sở khi mà sinh lên với ba sắc na, đó là ba sắc na tiểu, đó là sinh tiến, lỗi, sinh trụ diệt, rồi sau đó là tâm đó diệt đi, thì tâm sở mà có mặt trong các tâm đó nó cũng đồng diệt, tức là có mặt thì cũng cùng có mặt, rồi đến khi diệt thì cũng cùng diệt. Và đó là trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba đó là đồng biết một cảnh, ekalampana. Cái chữ cảnh á, thường trước đây sư cũng hay xài cái chữ, tại cái chữ phổ thông của cái chữ cảnh á, là cái chữ aramana. Aramana. Nhưng mà lần này kiểm tra lại trong bản Thắng Pháp Tập Ý Luận thì thấy các ngài cũng xài cái chữ alampana. Bên cạnh cái chữ aramana thì còn có xài cái chữ cho alampana cũng được dịch là cảnh. Mà ở trong lộ trình tâm thì cái chữ alampana này mình dịch là na cảnh, tức là cảnh dư. Trong trường hợp này chỉ nói là đồng biết cảnh. Đồng biết cảnh tức là nếu mà tâm mà biết cảnh sắc thì tâm sở cũng biết cảnh sắc, tâm biết cảnh thinh thì tâm sở cũng biết cảnh thinh. Rồi tương tự giống như cảnh khí, cảnh vị và cảnh pháp, tức là biết cảnh giống nhau. Biết cảnh giống nhau. Rồi cái thứ tư đó là đồng nương vật. Cái đồng nương vật này e cáo bắt thuốc cá. Thường là mình đồng nương vật thường là mình cũng hay biết là e cáo bắt thuốc.
Tại cái chữ bất thú là nó đã chỉ cho vật. Cái chữ cá này ở trong tiếng Mali nó cũng hay thường được thêm ở phía sau này. À, cái chữ cá này một tiếng Việt ngữ thường được thêm ở phía sau. Thí dụ như là chúng ta hôm trước chúng ta học cái chữ phá hú. Phá hú là nhiều. Rồi để tiện cho sử dụng được cả ba trường hợp là nam, nữ, trung. Người ta sẽ thay người ta thêm cái chữ cá ở phía sau thành phá hú cá. Chữ phá hú cá đó nhiều khi người ta còn dịch chữ cá được thêm ở phía sau một số từ ngữ nó còn được hiểu là để chỉ cho nhóm. Thí dụ như là chất tu cá là nhóm 4, bánh nhà cá nhóm 5. Yeah. Hoặc là cái chữ cá nó được thêm ở phía sau để nói về cái nhỏ. Thí dụ, như là cái chữ puta cá là người con nhỏ. Thí dụ vậy. Thì ở đây đồng nương vật trong trường hợp này á thì chỉ cho ở cõi ngũ uẩn thì tâm mới với tâm sở mới có đồng nương vật. Ở cõi ngũ uẩn thì mới có, thí dụ như là ở cõi người, ở cõi trời thì đồng nương vật ở tất cả các trường hợp. Mà ở cõi phạm thiên, phạm thiên ví dụ như là phạm thiên vô tưởng thì nó không có động nương vật, cả trong trường hợp đó là nó chỉ có cảnh sắc, nó không có tâm. Rồi ở phạm thiên thì ở trong trường hợp mình chỉ có đó là nhãn nhĩ, nhãn nhĩ thôi, còn tỷ thì thân cũng không có. Cũng không có sử dụng, cho nên cũng không có động nương vật ở trong trường hợp đó. Rồi ở cõi tứ uẩn, tức là ở cõi vô sắc thì tâm và tâm sở cũng không có động nương vật. Như vậy chữ động nương vật ở đây nó tùy theo ở trường hợp, tùy theo ở trường hợp. Nhưng mà đồng sinh, đồng diệt và đồng biết cảnh thì nó được sử dụng phổ thông cho tất cả các trường hợp. Còn đồng nương vật thì nó tùy theo cõi, tùy theo cõi. Thì cái đó là nói về bốn sự liên quan giữa tâm và tâm sở. Sở dĩ nó có nói đến sự liên quan của tâm và tâm sở vì sau này mình sẽ có những bài học đó là liên quan đến tâm và tâm sở nó phối hợp với nhau. Thì cái phần đó mình sẽ nói sau. Bây giờ giống như phần học ở cái bài học trước. Bài học trước mình nói về tâm. Tức là tâm sở dĩ nó được trở thành pháp chân đế là vì nó có bốn cái ý nghĩa. Tức là nó có trạng thái, có phần sự, rồi có trạng thái, có phần sự, có thành tựu, rồi có nhân cần thiết, hay là nhân cần. Thì tương tự các tâm sở cũng vậy. Các tâm sở cũng đòi hỏi đó là phải có đủ bốn cái ý nghĩa đó. Nếu tâm sở nào mà không có đầy đủ bốn cái ý nghĩa đó thì không được gọi là pháp chân đế. Thì đây là cái bốn ý nghĩa chung của 52 tâm sở. Thứ nhất, trạng thái đó là nương nhờ vào tâm. Nương nhờ vào tâm. Thứ hai đó là không buông liệt tâm. Tức là lúc nào cũng bám dính với tâm. Thứ ba, thành tựu đó là có cùng một cảnh với tâm. Thứ tư đó là nhân gần, tức là có sự hiện hữu của tâm. Tức là chừng nào có tâm thì mới có tâm sở, còn không có tâm thì không có tâm sở. Thì ở đây liên quan đến trạng thái có sự nương nhờ của tâm ở trong trường hợp này đó là mặc dù nói tâm sở là nương nhờ vào tâm, nhưng mà không có nghĩa là tâm sở không quan trọng. Hôm trước mình học về tâm
mặc dù tâm thì có 52 thứ, 121 thứ tâm, nhưng mà tâm chỉ có một cái trạng thái duy nhất, đó là biết cảnh thôi. Mặc dù trong tâm đó mình thấy thân là có tâm tham, tâm sân, tâm thiện, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm si thế, phân ra rất nhiều trường hợp, nhưng mà gom lại thì tâm chỉ có một trạng thái, đó là biết cảnh. Trong khi đó là tâm sở, mặc dù nương nhờ vào tâm nhưng mà nó chi phối tâm rất lớn. Ví dụ như là sở dĩ mình có tâm tham là do có sở hữu tham nó chi phối, cho nên người ta mới gọi nó là tâm tham. Hoặc là gọi là tâm sân là do tâm sở hữu sân nó chi phối thì người ta mới gọi là tâm sân. Còn tâm thì nó chỉ có trạng thái là biết cảnh thôi. Dạ. Cho nên nói là nương nhờ, chứ thực sự là tâm sở nó rất là quan trọng và nó chi phối tâm rất là mạnh. Ở trong meeting vấn đáp đó là ngày Nang Xê Ná ngày thí dụ đó là tâm ví như là một vị vua, còn các tâm sở là ví như là các quan đại thần, các cố vấn của vua. Và chúng ta thấy những công việc mà ở trong quốc độ, mặc dù đức vua là lớn nhưng mà tất cả các công việc là đều do các quan đại thần là người chỉ đạo và trực tiếp làm cho người dân làm, chứ đức vua không có làm. Luôn cả các kế hoạch đề ra cũng là do các quan đại thần đề ra rồi chỉ đem đến là sao, trình với đức vua. Thí dụ ở làng này cần làm gì, chứ đức vua không có làm. Người làm trực tiếp đó là các quan đại thần chỉ đạo. Còn đức vua giống như là muốn ra một cái luật nào đó thì các quan đại thần họp với nhau lại rồi thống nhất với nhau rồi đưa lên đức vua. Đức vua chỉ xem cái điều luật đó, sau đó sao ký tên vào hoặc có hiệu lực, và người thực hiện các điều luật đó là các quan đại thần và những người dân ở trong quốc độ đó. Dạ. Cho nên là nói tâm sở nương nhờ vào tâm, nhưng mà tâm sở rất là quan trọng. Chắc không phải giống như mình nghĩ là nương nhờ nó không quan trọng, không phải vậy. Nó khác với cách hiểu của mình bên ngoài. Bên ngoài nghĩ là sao, khi mình nương nhờ vào ai đó thì mình sẽ bị lệ thuộc vào nó, vào người đó. Ví dụ mình nương nhờ vào ai đó thì mình sẽ lệ thuộc vào họ, như là về mặt kinh tế chẳng hạn, ví dụ vậy. Nhưng mà ở trong tâm với tâm sở thì không phải như vậy. Nói là nương nhờ nhưng là người rất là quan trọng và không thể thiếu. Thì đó là liên quan đến tứ ý nghĩa của tâm sở. Thì đây là phần trình bày khái quát về tâm sở. Bây giờ mình sẽ vào học trực tiếp các tâm sở, từ tâm sở tợ tha cho đến các tâm sở thuộc nhóm tình hảo, tức là phần bài số 3. Lớp trà sư tí nha, sư mở bài tí.
Rồi, bây giờ chúng ta sang phần bài số 3, đó là phần học về tâm sở. Giờ phần này thì trước tiên chúng ta cũng học phần tập đọc chữ Bali. Nếu mà còn thời gian thì sư sẽ giảng tiếp cái phần tâm sở này. Là phần tâm sở này là phần tâm sở tờ tha. Và đây là 13 tâm sở tờ tha được viết lại bằng tiếng Bali. Học cái bài, cái phần Bali này các tử mình sẽ thấy là ở trong Bali thật sự là các ngài cũng thích chơi chữ. Tức là bằng với cấu trúc giống nhau nhưng mà sử dụng từ ngữ khác nhau. Nhìn cũng rất là hay, có những cái sư mê, tại mỗi một bộ kinh, một bộ chú giải được sử dụng các từ ngữ khác nhau rất là nhiều. Cho nên mình nhìn vào mỗi một bộ kinh như vậy mình thấy có cái hay riêng của cái tác giả đó. Nếu mình đọc ở trong, ví dụ nếu mình đọc ở trong bản kinh chú giải Pháp Cú á, thì có một số học âm chẳng hạn được sử dụng khác nhau. Mà sư xem lại cái bản Thắng Tháp Tập Yếu Luận này cũng có những cái là khác nhau mà đó giờ mình cũng chưa từng thấy. Rồi nếu mà chúng ta xem một cái bộ kinh cao hơn, ví dụ là bộ kinh Mangalathadipani mà giải thích về 38 pháp hạnh phúc, thì chúng ta thấy tác giả đó còn dữ hơn. Tức là xài cấu trúc văn phạm rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta tập đọc trước. Bây giờ chắc mình đọc bảy tâm sở tờ tha trước đi, bảy tâm sở biến hành trước ha, rồi sau đó mình sẽ đọc sáu tâm sở biệt cảnh sau. Anyasamana cittasikang là tâm sở tờ tha ha. Tâm sở tờ tha cách thăng, tại sao? Đây là tạng từ dùng để hỏi. Các thăng tại sao? Phát-xô là xúc, Vê-đa-na là thọ, Sanh-nha là tưởng, Chê-ta-na là tư, Ê-cát-gá-ta là nhất hành, Chi-vi-tinh-trí-văn là mạng quyền, Manasikaro là tác ý, Chê-tí. Chúng ta thấy là cái này là xài, đó giờ xưa họ chưa từng sử dụng cái cấu trúc này mà hôm nay thấy các ngài sử dụng ở đây. Tức là thay vì là sư hay sử dụng với các Phật tử đó là cha tí, thì ở đây các ngài lại sử dụng là chê tí. Một cấu trúc rất là lạ, một cái học âm rất là lạ. Rồi chữ này nó cũng là chữ chá với lại ý tí. Chá với lại ý tí. Rồi sách tí mê. Sách tí mê ở đây tức là cái chữ sách tá là 7. Sách tá là 7, ý mê là này. Này lại thêm dấu phẩy vào rồi để cho các tử dễ nhìn, chứ nếu mà không thêm dấu phẩy này các tử nhìn không ra, nó rất là khó. Tức là sử dụng cấu trúc văn phạm làm người ta khó nhìn. Cittasika là tâm sở. Sappacittasadharana nama. Sappacittasadharana đây dịch là biến hành tâm. Biến hành tâm. Chữ nama gọi là, nam á gọi là, thì đã là phần ngữ vựng. Tất cả các từ này thì đều được chia ở chủ cách. Và chúng ta cũng không thấy một câu dài như vậy, chúng ta cũng không nhìn thấy động từ ở đâu, chỉ có chủ từ. Rồi nghe đọc lại. Anyasamana cittasikang katthang phasso vedana sanya cittana ekakata chi vi tinh tri văn manasikaro cetti sati me cittasika sappacitta sadharana nama. Ở đây sở dĩ nó có o, có a, có ăn này là tại vì danh từ nam tính, nữ tính và trung tính ha. Vì nó có o, có ăn như vậy thì nó chủ cách nhưng mà nó tính khác nhau cho nên người ta chia theo tính. Rồi lần nữa, Anyasamana cittasikang katthang phasso vedana sanya cittana ekakata chi vi tinh tri văn manasikaro cetti sati me cittasika sappacitta sadharana nama. Rồi giờ mời lớp đọc bài, lớp giơ tay lên đọc bài.
Cô Phúc Thị Trung mời lớp đọc bài. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Phước Duyên ạ. Dạ, con xin đọc. Anh nhá sa mà nó chê ta suy cằn. Các thằng hát sổ quê đá nà sàn nhà chê ta nà ê các rá tà. Chị quý tiền ghi dằn má nó suy cà rồ. Chê tí sắp tí mề chê ta suy cà. Sắp ba chít tá sa đà rá nà nà mắt. Dạ. Dạ. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Anh nhá sa ma na sa ma na chê tí chê. Con xin đọc lại. Anh nhá sa ma na chê ta si căng cá thằng phát sô quê đa na sành nhà chê ta na. Ê cá gá ta chi quý tình quý dân má ná xí cà rô chê tí sát tí mê chê tá xí cà sát pá chí ta sa thà ra nà nà má quý tắc cô quý chà rô á thí mộ móc khô quý rí dân bì tí chàn đồ chà tí chá y mê chê tá xí cà Bắc Kinh Na Ca Na Ma. Con xin hết ạ. Dạ. Kính mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Bà sư con xin đọc ạ. Anh nhá sa ma na. Anh nhá sa ma na chê ta si căng. Các thằng phát sô quê đá na san nhà chê ta na e cá gát ta chí quý tình trí dân Manasikaro Jeti Satime Jata Sika Sapajita Satharana Nama. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Anya Sama Najeta Sikang các thằng phát sô về đa na san nha chê ta na e các gác ta chí vi tình quý dân ma na si ca rô chê tí sắp 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 tì mê chê ta si ca chê ta si ca sắp pa chít ta sa tha ra na na má. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Thạch Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. An nhã sa ma na chê ta si căng cát thằng pa so we đa na san nhã chê ta na e cát cát ta chị quy tình rị yên ma na si ca ro chê ti sát ti mê chê ta si ca sát pa chê ta sa tha sa tha na na ma. Dạ, thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, xin đọc ạ. Các thằng phát sô về đá na sành nhà chê ta na e cắt gát ta chi vi tình trí dân ma na si ca rô chê tế sắp ti mê chê ta si ca sắp ba chít ta sa đà ra na na ma. Dạ, xin xếp ạ. Ta đọc sa tha ra na đi ha. Cho đọc sa tha ra da là quen mà đọc không có. Sa tha ra na hả sư? Sa tha ra na. Dạ, sa ba chít ta sa tha ra na na má. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Anh nhá sa ma na chê ta si căng ca thăng pa so quê đa na sành nhá chê ta na e ca gá ta chi vi tín rí răng ma na si ca rô chê tí sát tí mê chê ta si ca sát ba chít ta sa tha ra na. Dạ,
Nam ạ. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Sơn xin đọc. An nhá sa ma na chê ta si căng. Các thằng bát sô vê đá na sa nhà chê ta na e ca ca ta. Chi vi ti ri yang ma na si ca rô. Chê ti sa ti mê chê ta si ca. Ta ba chi ta sa tha ra na na ma. Sơn xin hết. Xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Anh nhớ sáng mà ná, chị ta chứ cần cá thằng phát sô về đà nà thành nhà chị ta nà e cá giá tà chị biết tìm chứ rằng Manasika ro chị tí tắt tim mê chị ta chị ca sắp đã chích tá xa thà ra nà nà má. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Đọc được hả cô? Dạ sư xin đọc đi ạ. Anasamajana chittasikam khattham basso vedana sanna setana kekkhasetana. Đọc chữ đó chứ tiếp con nè. Setana. Je. Je tana. Ekkhasetana. Ji jivintin dikyang. Mắt nát xí thà rô xê tí sắc thì dê tí sắc thì sắc thì mê xê tát xí kè sắc bát xí tát xa thà rát nà nạ mắt. Hết rồi hả sư? Tập sửa chữ C nó lại đọc thành chữ chát ha. C đồng chát xê tí. Đúng không sư? Xê tí, xê là chát. Xê tí. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Anh nghe sa mà na chê ta si cằn ca thằng phát sổ quê đá nà sành nhà chê ta nà ê các gá tà chìn quy tìn ri dằng ma na si cà rồ chê tí sắc tí mê chê ta si cà sắc ba chí ta xà thà ra nà nà mắc. Dạ thưa sư xin hết ạ. Dạ thưa sư hết hết bàn tay rồi ạ. Rồi bây giờ muốn đọc nữa ạ. À, đọc đi. Dạ kính mời chị. Dạ kính đảnh lễ sư ạ. À, con là một thành viên mới à, xin cho con đọc với. Xin chào tất cả đạo tràng. Nhá sa mà na chê ta si cần ca thằng phát sô về đá nà sàn nhà chè tá nà ê cắt gá tà chì ví tiền tri dần má ná xí cà rồ chè tí xác tí mè chè tá xí cà sắp bá chít tá xà thà ra nà nà má. Kính bạch sư, con đã đọc xong, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Các tử mình tham gia lớp tập đọc cho quen ha, tập đọc cho quen. Tại kinh điển bên Nguyên Thủy mình thì mình sử dụng chữ Bali nhiều lắm, nên tập đọc Bali cho quen, đến khi mình đọc sách rồi nó cũng dễ. À, ra bây giờ ai dịch được câu này dịch thử coi. Câu này thì tương đối dễ dịch. Ai dịch được câu này? Con xin dịch. Rồi. À, tại sao bảy tâm sở biến hành này gọi là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý? Rồi lần nữa. Tại sao
7. Tâm sở biến hành này gọi là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Có ai dịch khác hơn không? Dạ thưa sư, con xin dịch. Thế nào là bảy tâm sở biến hành? Là đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền và tác ý ạ. Dạ bà sư, con xin dịch ạ. Dạ. Dạ. À, tại sao gọi là biến hành tâm? Bảy tâm sở này là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Tại sao gọi là biến hành tâm? À, ai dịch nữa không? Đây là không có ai sử dụng thôi. Ở đây mình thấy là chỉ có các thăng đó là trạng từ rồi. Trạng từ dùng để hỏi. Trạng từ dùng để hỏi. Phát so là chủ cách ở dạng nam tính. Quê đá na là chủ cách ở dạng nữ tính. Sinh nha ở dạng nữ tính. Chê tá na ở dạng nữ tính. E các ta ở dạng nữ tính, chi viết tinh trí văn thì ở dạng trung tính, manasikaro thì ở dạng nam tính, rồi chát với lại y tí ghép thành chê tí, satame chê tasika. Ở đây chúng ta có thấy có một điểm lạ ở văn phạm ở trong trường hợp này, thì cái chữ chê tasika cái tự chê tasika ở trên tựa đề ấy, chúng ta thấy là người ta sử dụng đó là anyasamana chê tasikan. Như vậy cái chữ chê tasikan này nó là dạng danh từ trung tính. Yeah. Nhưng ở đây lại sử dụng là chê tasika thì lại là danh từ nam tính. Sở dĩ mình biết là nó là danh từ nam tính là vì phía trước nó có chữ ime. Còn nếu mà nó danh từ trung tính thì nó phải là imani. Nhưng ở đây rõ ràng là sử dụng chữ chetasika là ở dạng nam tính, là ime. Cho nên một danh từ mà chỉ trong cái phần nội dung đầu tiên của 13 tâm sở tự thang là đã sử dụng tính khác nhau. Ở trên đây là sử dụng nam tính, ở trên đây là sử dụng dạng nam tính. Chúng ta chỉ bao nhiêu đây thôi, chúng ta thấy là nó đã phức tạp ở trong tiếng Bali về nói về tính lúc mà các Phật tử mình học đó. Tức là nó có dạng sinh tính, định tính đó. Ví dụ mình nếu mình gặp ở trong trường hợp trên, mình sẽ nghĩ là cái chữ tâm sở này nó là trung tính. Nhưng mà nếu một người nào đó thì người ta phát hiện ra cái bài kệ này thì người ta nói chữ tâm sở này nó là nam tính. Và cả hai trường hợp chúng ta thấy nó đều đúng. Cho nên cái này cũng là một cái khó về học tính ở trong tiếng Bali. Cái chữ sapacitta sadharana ở đây thì nó cũng ở dạng chủ cách, được sử dụng ở dạng ở chủ cách. Chủ cách sapacitta sadharana. Sadharana này xin nhớ là nó ở dạng nam tính hay là trung tính, nhưng mà nó ở dạng chủ cách. Nó xài tính cho tính từ chỗ chữ chetasika ở đây.
thì còn cái chữ nam á, ở đây nó là liên từ. Liên từ thì nó là nói về cái vị trí văn phạm của ở trong câu này. Bây giờ mình sẽ dịch đó là các thăng là tại sao, chia tasika các tâm sở, sát tác sát tí mê, ở đây mình tách nó ra mấy anh, sát tác bảy thứ ý mê này, ý mê này hay làm dịch các tâm sở, tại sao các tâm sở, tại sao các tâm sở này không được kìa chị, không được. Chetasika, tại sao chetasika các tâm sở, phaso xúc, vedana thọ, sanya tưởng, chetana tư, ekakata nhất hành, chi vi tinh trí văn mạng quyền, manasikaro, manasikaro chát và tác ý, sát tác bảy thứ ý mê này, nam mát gọi là sapachita satharana, biến hành tâm. Xem lại cái nãy còn chữ ý tí mình chưa dịch. Chetasika các tâm sở, ý tí là xin lỗi, các thăng tại sao, chetasika các tâm sở, ý tí là phaso xúc, vedana thọ, sanya tưởng, chetana tư, ekakata nhất hành, chi vi tinh trí văn mạng quyền, manasikaro, manasikaro chát và tác ý, sát tác bảy thứ ý mê này, nam á gọi là sapachita satharana, biến hành tâm, biến hành tâm. Rồi xem lại lần nữa, các thăng tại sao, chetasika các tâm sở, ý tí là, chi tí này mình tách ra là chán với là ý tí ha, ý tí là phaso xúc, vedana thọ, sanya tưởng, chetana tư, ekakata nhất hành, chi vi tinh trí văn mạng quyền, manasikaro chát và tác ý, sát tác bảy thứ ý mê này, nam á gọi là sapajita satharana, biến hành tâm. Rồi đó là phần dịch ở trong phần Bali về bảy tâm sở biến hành. Bây giờ mời một vài người chúng ta lên tập dịch phần này đi. Rồi dịch xong chúng ta nghỉ. Có ai dịch được? Thưa sư, con dịch luôn ạ. Rồi. Các thăng là tại sao, chetasika là các tâm sở, ý tí là phaso là xúc, vedana là thọ, sanya là tưởng, chetana là tư, ekakata là nhất hành, chi vitin riyang là mạng quyền, manasika rocha và tác ý, sát tá là bảy thứ ý mê này, na má gọi là sapachittasatharana, biến hành tâm. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. À, được rồi đó, có quý vị chuyên nghiệp thì tốt, nhưng mà bỏ chữ là ra, đừng để là nhiều quá. Có còn ai nữa không? Cô nữ Diệu Bảo ạ. Con xin. Các thăng là tại sao, chetasika các tâm sở này, và phát xô và xúc
Vedana thọ sanh nhà tưởng Chetana tư Ekagata nhất hành chi quý tinh lý dân mạng quyền Marasikaro tác ý bảy thứ là bảy thứ tâm này gọi là biến hành tâm. Dạ thưa con dịch xong rồi sư. Dạ còn ai muốn dịch nữa không ạ? Dạ Hà Nguyễn ạ. Dạ dạ xin mời chị Hà Nguyễn. Nhà bà sư con xin đọc ạ. Cách thân cách thân là tại sao? Cetasika các tâm sở ý tí là phát xô xúc quê đá na thọ sanh nha tưởng chê tá na tư e cá gát ta nhất hành chi quý tinh trí dân mạng quyền manasik karo chá và tác ý sát tí mê bảy thứ này. Cái đó là sát tá ý mê bảy thứ này. Na má là gọi là sát bá chít ta sát ta rá na biến hành tâm. Dạ con xin hết. Dạ xin mời các Phật tử tiếp theo. Dạ xin mời chị Kim Cúc ạ. Thưa sư con xin đọc như tự. Các thân, tại sao? Chê tá xí ca, các tâm sở, chê tí. Dạ, ý tí là phát xô. Anh gì quên rồi thưa sư. Phát xô. Xúc, Vedana, thọ, Sanya là tưởng, Chetana là tư, Ekagata là... Nhất hành. Dạ thưa... Nhất hành. Xí ví tinh trí dân, mạng quyền. Manasikaro là gì nữa rồi? Tác ý sát tá là bảy thứ, bảy thứ này, Nam Á gọi là sắp Pá Chít Tá Sa Tha Ra Na biến hành tâm. Thưa sư xin hết. Sư con xin được dịch. Thưa sư con dịch ạ. Dạ kính mời chị Phúng ạ. Các thân, tại sao Chê Tá Xí Cà các tâm sở này ý tí là các tâm sở. Các tâm sở. Chê tí là phát xô xúc Vedana thọ sanh nhà tưởng chê ta na tư ê các gá ta nhất hành chì ví tiền trí dần mạng quyền Manasikaro và tác ý. Sattā bảy thứ ý mê này. Namā gọi là Sappacittasattharana
biến hành tâm. Dạ con hết. Dạ có sự có sai chỗ nào xin sư sửa giùm con ạ. Dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Xin đọc. Các thân tại sao? Cetasika cái tâm sở. Ý tí là Paso xúc Vedana thọ Sanya tưởng Cetana từ Ekagata nhất hành Tivitiri dân mạng quyền Manasikaro trá và tác ý. Sát tá bảy thứ ý mê này na má gọi là sát bá chít tá sa tha rá na biến hành tâm. Để thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Phúc Duyên ạ. Xin dịch các thân tại sao chia tác sĩ ca các tâm sở ý tí là phát xô xúc quê đá na thọ sanh nha tưởng chia tác na tư ê các cái ta nhất hành chi quý tiên lý dân mạng quyền manasikaro tác ý sát tá bảy thứ ý mê này nam á gọi là sát phá chít tá sa tha lá na nhất hành tâm à, biến hành tâm. Dạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cát thăng tại sao chê tá xí ca là tâm tâm sở là các tâm sở chê tí là pá xô là xúc quê đá na là thọ san nha là tưởng chê tá na là tư ê khá gá ta là nhất hành vi chi quý tin trí răng là mạng quyền mana xí caro trá và tác ý sát tá là bảy thứ ý mê là này na má gọi là sát bát chi tá sa tha ra na biến hành tâm. Bạch sư con xin hết, con sai đâu xin sư sửa cho con với ạ. Con cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ con xin dịch ạ. Các thân tại sao Cetasika các tâm sở ý tí là phát xô xúc Vedana thọ sanh nha tưởng Cetana tư Ekagata nhất hành chi quý tin trí dân mạng quyền trá và Manasikaro tác ý sát tá bảy thứ ý mê này na má gọi là sát bá chít tá sa tha ra na biến hành tâm. Dạ con xin hết ạ. À, có người sai nhà sư sửa giùm con ạ. À. Dạ con xin xuống ạ. À. Dạ xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ con xin dịch. Khắc tâm tại sao Cetasika các tâm sở này Basso Sút Vedana là thọ Sanh Na là tưởng Cetana là tư Ekagata nhất hành Yivintin đế dân là mạng quyền Manasikaro tác ý Sata là có bảy thứ Nama ime Nama gọi là Sapasitasatharana Rana là tâm biến thành tâm. Dạ xin hết rồi. Dạ xin mời đạo hữu Điệp Phùng ạ. Dạ thưa sư con xin đọc dịch nha. Các thăng là tại sao chê tá xí ca và các tâm sở chê tí là pha xô xúc quê đá na thọ săn nhá tưởng chê tá na tư ê cá gá ta và nhất hành chí quy tinh lý dân mạng quyền Manasi
Sĩ Cà Rô tác ý. Sát tá. Bảy thứ ý mê này. Na má gọi là Sắc bá chí ta sa thá rá na. Biến hành tâm. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư hết rồi ạ. Cho lớp nghỉ đi cô Phúc Vy. Tại mình cũng hết giờ rồi. Để khi sau mình sẽ nghe phần bài giảng ha. Dạ. Dạ chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến